nay ngày vui của hai con. Chúc bố mẹ, chúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc. Bây giờ tụi con phải chấp nhận vượt qua mọi cái rào cản của gia đình đến với nhau, thì phải thật sự là phải hết sức thương yêu bọn con. Bởi vì vì tình yêu nó dành cho con, nó bước qua cái rào cản của gia đình đến với con. Cô giao phí cho con, có trách nhiệm, nó cho phí nơi chốn nha.